Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 19 giờ của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin tối sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang thông điệp ý nghĩa sau chuyến thăm Việt Nam. Viện Kiểm sát đề nghị mức án với 94 bị cáo mặc áo cam đi đánh nhau. Bắt giữ 5 nhân viên bốc hành lý ở sân bay Nội Bài giật khóa vali trộm tài sản. 4 công chức hải quan ở Bình Phước bị bắt. Tiếp tục cuộc chạy đua cứu nạn nhân trong vụ động đất ở Morocco. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật đến 19 giờ ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden mới đây đã đăng thông điệp cảm ơn sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam, đồng thời đánh giá cao các cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Cụ thể, trong bài đăng trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, ngày 11 tháng 9 sau khi lên máy bay về nước, Tổng thống Joe Biden viết: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, cảm ơn ngài về cuộc gặp mang tới rất nhiều kết quả tốt đẹp. Mối quan hệ đối tác hiện nay đặt mục tiêu khơi dậy tiềm năng của người dân hai nước và mở ra hàng loạt cơ hội tuyệt vời. Trong một bài đăng trước đó, Tổng thống Joe Biden cũng bày tỏ, thật tuyệt vời khi được ngồi trò chuyện với Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hà Nội. Ông nêu rõ, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện cùng thỏa thuận hợp tác mới về bán dẫn sẽ giúp hai nước cùng xây dựng tương lai vững mạnh. Bên cạnh đó, trên mạng xã hội X, Tổng thống Hoa Kỳ cũng đăng hình ảnh ông bắt tay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong cuộc tiếp tại nhà Quốc hội vào ngày 11 tháng 9. Được biết, trong ngày đầu tiên đến Việt Nam vào ngày 10 tháng 9, Tổng thống Biden đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của nước chủ nhà và nhấn mạnh đây là chuyến thăm lịch sử. Tổng thống Mỹ cũng đăng ảnh bắt tay Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kèm bài viết: Thật tuyệt vời khi được trò chuyện với ngài Tổng bí thư. Tôi từng nói Việt Nam và Hoa Kỳ có cơ hội lớn trở thành đối tác quan trọng. Tôi tin tưởng chúng ta có thể đạt được nguyện vọng chung của cả hai nước về một tương lai hòa bình, an ninh và thịnh vượng hơn. Liên quan đến băng áo cam có hành vi đập phá quán ốc gây rối trật tự công cộng, mới đây, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã nêu quan điểm luận tội đối với 94 bị cáo rủ nhau mặc áo cam để không đánh lộn người về các tội hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích trong vụ việc xảy ra tại quán ốc ở quận Bình Tân, TP.HCM. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Mai Nguyễn Xuân Thành 9 đến 12 năm tù, Dương Đại Chí tức Chí Nhảm 10 đến 13 năm tù về ba tội danh trên. 92 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 3 năm 6 tháng tù đến 11 năm tù. Viện Kiểm sát nhận định các bị cáo ý thức được hành vi của mình gây nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự. Các bị cáo thực hiện hành vi ngang nhiên, công khai tại nơi công cộng, coi thường pháp luật, đạo đức xã hội và coi thường tính mạng, tài sản của người khác. Vì vậy, cần có mức án nghiêm để cách ly các bị cáo một thời gian ra khỏi xã hội mới đủ tính răn đe. Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ hai bé trai đuối nước dưới ao trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B. Hai bé trai được xác định là LHT tên viết tắt 15 tuổi và LHT tên viết tắt 6 tuổi, con của chị Lê Thị Cung Bọ, 40 tuổi quê Tây Ninh, tạm trú huyện Bình Chánh. Cụ thể, vào chiều 11 tháng 9, hai vợ chồng chị đi làm giấy tờ ở huyện Bình Chánh. Đến gần 18 giờ cùng ngày, chị thấy nóng ruột điện hàng chục cuộc mà con trai lớn không bắt máy. Lo lắng, người mẹ đã gọi nhờ hàng xóm qua coi thì phát hiện hai đôi dép gần bờ ao và báo lại. Chị Cung Bọ vội cùng chồng chạy về nhà báo công an. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Bình Chánh phối hợp lặn tìm phát hiện hai bé trai không còn sự sống ở ao nước vào khoảng 0 giờ sáng ngày 12 tháng 9. Công an huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội mới đây đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Trường, 33 tuổi, Nguyễn Minh Thảo, 29 tuổi, cùng trú tại Long Biên, Hà Nội, Trần Văn Thành, 31 tuổi, trú tại Nghệ An, Phạm Văn Tuấn, 27 tuổi, Nguyễn Văn Thịnh, 29 tuổi, cùng trú tại Sóc Sơn để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Được biết, cả 5 bị can đều là nhân viên bốc xếp hành lý ký gửi tại sân bay quốc tế Nội Bài. Theo điều tra, ngày 23 tháng 8, đồn công an sân bay Nội Bài nhận được phản ánh của chị NMA, tên viết tắt, quốc tịch Đức, về việc ngày 22 tháng 8, chị bay chuyến Hà Nội Cam Ranh tại nhà ga T1 sân bay Nội Bài. Nữ hành khách ký gửi hành lý là một chiếc vali màu đỏ. Khi về tới khách sạn ở Cam Ranh, chị A thấy vali của mình bị mở khóa. Kiểm tra tài sản bên trong, chị phát hiện bị mất gồm bộ tai nghe không dây màu trắng và tiền mặt 500 euro. Đồn công an sân bay Nội Bài sau đó đã vào cuộc xác minh truy tìm thủ phạm. Tại cơ quan công an, cả nhóm khai nhận với thủ đoạn tương tự đã thực hiện chót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản trước đó. Những chiếc vali bị giật bung khóa, nếu bị phát hiện phản ánh, các bị can sẽ đổ lỗi cho quá trình vận chuyển và đập bị bung, hành lý bên trong bị rơi vãi, thất lạc.
Mới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Lê Huy, sinh năm 1991, trú ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội, 12 năm tù về hành vi cố tình tước đoạt mạng sống của người khác và 15 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh là 13 năm 3 tháng tù. Quá trình xét xử cho thấy Trần Lê Huy là đối tượng có hai tiền án về các tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Huy không có nghề nghiệp gì ổn định và chung sống với mẹ đẻ tại phường Ngọc Thụy. Vào khoảng đầu năm 2022, Huy làm quen tán tỉnh một cô gái nhưng không được người này đáp lại, nên nảy sinh lòng thù hận đối với phụ nữ. Đến tháng 10-11 năm 2022, đối tượng chuẩn bị hung khí nhằm trút giận lên những cô gái lạ đi đường. Hậu quả hàng chục phụ nữ bị Huy tấn công phải vào viện cấp cứu cũng như điều trị. Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, hiện công an vẫn đang rà soát và ra thông báo tìm bị hại nhưng chưa có kết quả. Do vậy, cơ quan chức năng quyết định tách rút phần tài liệu này để tiếp tục điều tra xử lý sau. Sau đây là những thông tin nổi bật mà chúng tôi vừa cập nhật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai đã vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hồ Minh Chí, 38 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tài xế điều khiển xe rác gây tai nạn khiến bé trai 6 tuổi không qua khỏi. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ ngày 11 tháng 9, Chí điều khiển xe chở rác, công ty cổ phần môi trường Sona Desi lưu thông trên đường DT768. Khi Chí điều khiển xe đến đoạn cầu Thủ Biên, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, thì xảy ra va chạm với xe máy đi cùng chiều do chị Kim Thị Mỹ Duyên, 37 tuổi, quê Bến Tre, điều khiển chở theo con trai là cháu THH, tên viết tắt 6 tuổi, cùng một bé gái. Cú va chạm khiến xe máy ngã xuống đường, cháu H bị xe rác cán qua người, vong mạng tại chỗ. Riêng chị Duyên bị thương nhẹ, bé gái đi cùng không bị thương. Qua khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin xác minh bước đầu, công an xác định tài xế Hồ Minh Chí điều khiển xe rác đã vượt xe khác không đảm bảo an toàn giao thông, gây tai nạn, khiến một bé 6 tuổi ra đi mãi mãi. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Văn Trí, 51 tuổi, quê An Giang, để điều tra về hành vi tước đoạt mạng sống của vợ. Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, ông Trí và bà NTL tên viết tắt 39 tuổi, quê An Giang, là vợ chồng thuê trọ ở phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương để ở. Vào rạng sáng ngày 2 tháng 9, hai vợ chồng xảy ra cự cãi do ông Trí nghi ngờ bà L có quan hệ tình cảm với người khác. Ông Trí đã lấy một con dao tấn công vợ gây thương tích. Phát hiện sự việc, người con trai 14 tuổi đang ngủ trên gác chạy xuống can ngăn, mở cửa phòng trọ cho mẹ chạy ra ngoài. Nạn nhân được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Cơ quan chức năng sau đó đã tiến hành công tác khám nghiệm để điều tra vận động ông Trí đầu thú. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bạch Tấn Cường, 43 tuổi, ngụ quận 4, Nguyễn Vĩnh Hòa, 35 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa, Huỳnh Thị Huyền Trâm, 35 tuổi, quê Kiên Giang, Võ Thanh Tuấn, 36 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè về tội buôn lậu, Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng đều công tác tại đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu, Chi cục Hải quan Trân Thành tỉnh Bình Phước về tội nhận hối lộ. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên. Trước đó, công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện đường dây tội phạm buôn lậu mặt hàng sợi polyester xuất xứ Trung Quốc do các người Trung Quốc móc nối với người Việt Nam thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Phước thông qua hình thức chuyển cảng. Theo tìm hiểu, đây là mặt hàng có mức thuế chống bán phá giá 17,45%. Nguồn tin từ lãnh đạo phường 5 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cho biết lực lượng chức năng đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại hẻm 413, liên tỉnh 5, phường 5 quận 8 vào đêm 11 tháng 9 sau vụ việc ông M, tên viết tắt, sinh năm 1968 và bà Dê, tên viết tắt, sinh năm 1972 cùng thiệt mạng. Cả hai là anh em ruột. Theo nguồn tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9 do mâu thuẫn giữa hai bên. Thời điểm này, ông M đang hút thuốc thì bà Dê nhắc nhở. Sau đó hai bên xảy ra cự cãi. Nóng giận, ông M dùng vật kim loại sắc buộc về phía em gái khiến bà này vong mạng tại chỗ. Sau khi phát hiện em gái không qua khỏi, ông M điện thoại cho một người bạn, nói đã gây tội và sẽ quyên sinh. Sau đó ông này khóa cửa rồi quyên sinh ở bên trong. Khi được người thân phát hiện thì cả hai đã ra đi mãi mãi. Được biết ông M là một bác sĩ công tác tại một bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin quốc tế nổi bật trong hôm nay sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Một nguồn tin từ Nga cho biết, chuyến tàu chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến ga Kazan hôm 12 tháng 9, cửa ngõ đường sắt chính đến vùng Viễn Đông của Nga từ Triều Tiên. Trước đó, Điện Kremlin cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ có cuộc thảo luận toàn diện với Tổng thống Vladimir Putin. Hãng tin RIA Novosti hôm 12 tháng 9 cho biết, đoàn tàu đã đi qua khu vực Moskai từ Triều Tiên với các hình ảnh cho thấy một đoàn tàu có toa màu xanh đậm đang được đầu máy của cơ quan đường sắt Nga kéo dọc theo đường ray. Theo Reuters,
Hãng tin Kyodo của Nhật Bản hôm 12 tháng 9 trích dẫn một nguồn tin chính thức giấu tên của Nga rằng chuyến tàu chở ông Kim đã đến ga Kazan, cửa ngõ đường sắt chính đến vùng viễn đông của Nga từ Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho biết họ tin rằng ông Kim đã đến Nga vào sáng sớm cùng ngày. Thống kê từ đài 2M của Morocco cho biết, số người thiệt mạng trong trận động đất vừa qua là hơn 2.800 người và hơn 2.500 người bị thương. Cũng theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, trận động đất kinh hoàng vào hôm 8 tháng 9 khiến khoảng 1.000 trẻ em bị ảnh hưởng. Theo UNICEF, họ không biết chính xác có bao nhiêu trẻ em không qua khỏi hoặc bị thương trong thảm họa, nhưng ước tính mới nhất vào năm 2022 cho thấy trẻ em chiếm gần 1/3 dân số ở Morocco, hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy, nhiều gia đình phải di dời và phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt vào ban đêm. Trường học, bệnh viện và các cơ sở y tế và giáo dục đã bị hư hại hoặc bị phá hủy do động đất. Điều này ảnh hưởng thêm đến trẻ em. Các nhân viên cứu trợ Pháp chia sẻ nỗi thất vọng vì không thể giúp sức khi số người chết vì thảm họa động đất kinh hoàng ở Maroc đã vượt quá 2.800 nạn nhân. Tờ Telegraph cho biết, Vương quốc Maroc đã từ chối các cam kết viện trợ từ Pháp trong bối cảnh căng thẳng lịch sử từ thời thuộc địa giữa hai nước và rạn nứt chính trị ngày càng sâu sắc với Tổng thống Emmanuel Macron. Vua Mohammed VI, nổi tiếng với mối quan hệ lạnh nhạt với Tổng thống Pháp, đã không đáp lại lời đề nghị từ các nhóm viện trợ Pháp và chính phủ Pháp về hỗ trợ các nạn nhân của trận động đất mạnh 6,8 độ, trận mạnh nhất tấn công Maroc trong một thế kỷ qua. Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng nước này đã bắt đầu cuộc phản công Nga quá muộn và điều đó giúp Moscow có thêm thời gian để đặt vô số quả mìn trên lãnh thổ Ukraine. Vào tháng 6, Ukraine tiến hành cuộc phản công được dự đoán từ lâu nhằm giành lại các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát ở phía đông và phía nam thành phố, nhưng tiến triển diễn ra chậm chạp. Ông Zelensky cho biết, ông cảm thấy biết ơn Mỹ và châu Âu đã hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Nhưng theo ông, bởi vì Ukraine chờ đợi quá lâu nên Nga đã đặt mình. Quân đội Nga đã thiết lập hệ thống phòng thủ mạnh mẽ được bảo vệ bởi các bãi mình trải dài hàng km. Khi Moscow chờ đợi cuộc phản công của Ukraine bắt đầu, phòng tuyến kiên cố của Nga dọc 1.000 km tiền tuyến không chỉ bao gồm các bãi mình mà còn cả các chiến hào chống tăng, hầm trú ẩn và dây thép gai. Ông Zelensky cho biết, rất nhiều người nói cuộc phản công của Ukraine đang tiến triển quá chậm, nhưng nhà lãnh đạo Ukraine giải thích nó vẫn đang diễn ra. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 19 giờ. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!